viết được dưới dạng phân số không? Để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng vào bài 1 là tập hợp các số hữu tỉ. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay Thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một nhỏ là số hữu tỉ hai nhỏ biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ba nhỏ là số đối của một số hữu tỉ Và 4 nhỏ là so sánh hai số hữu tỉ à, hoạt động 1 viết các số âm 3, 0,5, 2, 3 phần 7 dưới dạng phân số Chúng ta sẽ làm như sau Âm 3 sẽ được viết dưới dạng là âm 3 phần 1 0,5 được viết dưới dạng là 1 phần 2 2, 3 phần 7 được viết dưới dạng là 17 phần 7 Như vậy thì số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số A phần B với AB là thuộc thập hợp số nguyên với giá trị B khác không tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q. Ví dụ 1, các số âm 5, 0, âm 0,41, 2, 5 9 có là số hữu tỉ không? Vì sao? Câu trả lời là các phân số đã cho là số hữu tỉ vì mỗi số đó đều được viết dưới dạng phân số. Cụ thể như sau, ta có thể viết dưới dạng âm 5 phần 1, 0 phần 1, âm 41 phần 100, và 23 phần 9. Chú ý, mỗi số nguyên là một số hữu tỉ. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số hữu tỉ. Ví dụ như là 1 phần 3 bằng 2 phần 6 và bằng 4 phần 12. Luyện tập 1, các số 21, âm 12, âm 7 phần âm 9, âm 4,7, âm 3,05 có là số hữu tỉ không? Vì sao? Câu trả lời à, là 21 thì được viết bằng 21 phần 1 này. Tương tự ta có là âm 12 phần 1, 7 phần 9, âm 47 phần 10, à, âm 305 phần 100. Như vậy, các số trên là số hữu tỷ. Hai nhỏ biểu diễn số hữu tỷ trên trục số. Em hãy nêu lại cách biểu diễn số nguyên trên trục số. ta có các số nguyên như sau 0, 1, 2, những đoạn bằng nhau Ta có âm 1, âm 2 Ta sẽ biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số như sau Ta biểu diễn số hữu tỉ 7 phần 10 trên trục số Chia đoạn thẳng đơn vị, chẳng hạn đoạn thẳng từ 0 đến 1 thành 10 phần bằng nhau Lấy một đoạn làm đơn vị mới, đơn vị mới bằng 1 phần 10 đơn vị cũ Đi theo chiều dương của trục số Bắt đầu từ điểm 0 Ta lấy 7 đơn vị mới đến điểm A Điểm A biểu diễn số hữu tỷ là 7 phần 10 Ta có từ 0 đến 1 để các bạn cùng nhìn giúp thầy Từng đoạn, từng đoạn 1 đấy ạ à, Ta có làm từ, từ 0 đến 1 Ta sẽ biểu diễn lấy 10 phần bằng nhau ạ như vậy ta sẽ có đếm từ 0 đến 1 ta lấy đến điểm điểm A là 7 phần. Như vậy ở đây các bạn có thể để ý đây là 1 phần này, 2 phần, 3 phần, 4, 5, 6 và 7 phần. Như vậy tại vị trí điểm A này sẽ là 7 phần 10. Do 14 phần 20 bằng 7 phần 10, nếu điểm A ở trục số trên cũng là điểm biểu diễn số hữu tỷ 14 phần 20 trên trục số. Ví dụ 2, biểu diễn số hữu tỉ âm 2 phần 3 trên trục số. Chia đoạn thẳng đơn vị, chẳng hạn đoạn thẳng từ điểm 0 đến điểm 1 thành 10 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, đơn vị mới bằng 1 phần 3 đơn vị cũ. Đi theo chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lấy hai đơn vị mới đến điểm A, điểm A biểu diễn số hữu tỉ là âm 2 phần 3. Đây các bạn cùng nhìn giúp thầy ạ. Ở đây mọi người nhìn cho thầy Từ 0 đến 1 Ta có từ 0 đến 1 âm 1 Thì ta lấy 1 phần 2 phần Như vậy ta được giá trị là âm 2 phần 3 Do âm 2 phần 3 bằng 2 phần âm 3 hay là âm 2 phần 3 Nếu điểm B biểu diễn số âm 2 phần 3 Và số 2 phần âm 3 Ví dụ 3 biểu diễn số hữu tỉ âm 1,4 trên trục số. Viết 1,4 dưới dạng phân số tối giản là 1,4 bằng 14 phần 10 hay bằng 7 phần 5. Chia đoạn thẳng đơn vị, chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1, thành 5 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, đơn vị mới bằng 1 5 đơn vị cũ. Đi theo chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lấy 7 đơn vị đến điểm C, và điểm C sẽ biểu diễn số 1 1,4. Các bạn cùng nhìn này Từ 0 đến 1 đấy Ta sẽ có Từ 0 đến 1 ta chia thành 5 phần Các bạn nhìn như sau Ta chia thành 5 phần bằng nhau Sau đó Quá điểm 1 ta lấy thêm 2 phần nữa Rồi Như vậy thì ta sẽ được kết quả là 7 phần 5 Luyện tập 2 Biểu diễn số hữu tỉ âm 0,3 trên trục số. Ta viết âm 0,3 dưới dạng phân số tới tối giản là âm 0,3 bằng âm 3 phần 10. Chia đoạn thẳng đơn vị, chẳng hạn à, từ điểm 0 đến điểm 1 thành 10 phần bằng nhau. Ta lấy một đoạn làm đơn vị mới, đơn vị mới bằng 1 phần 10 đơn vị cũ. Và đi theo chiều âm của trục số, bắt đầu từ điểm 0 ta lấy 3 đơn vị mới đến điểm A và điểm A biểu diễn số hữu tỷ là âm 0,3. Đây các bạn lưu ý này, đây là số 0 ạ Đây là âm 1 Thì ta lấy từ 0 đến âm 1 là 10 phần 10 phần bằng nhau Thì ta đếm từ 1 phần này 2 phần này, 3 phần Như vậy ta sẽ được là âm 3 phần 10 3 nhỏ, số đối của một số hữu tỉ Hoạt động 3 Quan sát hai điểm biểu diễn Các số hữu tỉ âm 5 phần 4 Và 5 phần 4 trên trục số sau Đây ta có 0, 1 và âm 1 thì ta sẽ biểu diễn như sau ạ. Đầu tiên, ta sẽ chia đoạn từ 0 đến 1 làm 4 phần bằng nhau. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Và ta lấy thêm một phần nữa, ta sẽ được kết quả là 5 phần 4. Thì các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, đến đây là 1 ạ. Và ta lấy thêm một phần nữa được là 5 phần 4. Tương tự, ta biểu diễn à, số đối âm 5 phần 4 cũng lấy là 4 phần từ 0 đến âm 1. Và lấy thêm một phần nữa, ta sẽ được là âm 5 phần 4. Nếu nhận xét về khoảng cách từ 5 phần 4, đến, từ hai điểm 5 phần 4 và âm 5 phần 4, như vậy nó cách đều, cách đều điểm O. Kết luận, trên trục số hai số hữu tỉ phân biệt có điểm biểu diễn nằm về hai phía của điểm gốc O và cách đều điểm gốc O được gọi là hai số đối nhau. Số đối của số hữu tỉ A ký hiệu là trừ A. Số đối của 0 là 0. Nhận xét số đối của số âm A sẽ là A, tức là trừ của trừ A bằng A. Ví dụ 4, tìm số đối của mẫu số sau. Ta có 1,3 và âm 5 phần 7. Như vậy số đối của 1,3 là âm 1,3, còn số đối của âm 5 phần 7 là 5 phần 7. Tìm số đối của 2 phần 9 và âm 0 5 Ta sẽ được là âm 2 phần 9 và 0 5 So sánh các số hữu tỉ A nhỏ so sánh các hai số hữu tỉ Nếu số hữu tỉ A nhỏ hơn số hữu tỉ B Thì ta viết là A nhỏ hơn B Hay B lớn hơn A Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương Và số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. Nếu A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì ta nói A nhỏ hơn C. B nhỏ cách so sánh hai số hữu tỉ. Nhắc lại cách so sánh hai phân số và cách so sánh hai số thập phân. Các bạn còn nhớ không nhỉ? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ so sánh hai số hữu tỉ như sau: âm một phần ba và âm hai phần năm. Câu B và câu C câu A để so sánh hai số hữu tỉ là um, câu C ta so sánh là âm 0,6 và âm 2 phần 3 thì ta sẽ có thể làm như sau viết chung dưới dạng phân số có mẫu số dương và quy đồng các mẫu số của phân số đó ta sẽ có là âm 0,6 bằng âm 9 phần 15 à, âm 2 phần 3 thì bằng âm 10 phần 15 như vậy thì ta có là À, âm 9 phần 15 sẽ lớn hơn âm 10 phần 15 do vậy âm 0,6 sẽ lớn âm âm 2 phần 3 tương tự câu A và câu B các bạn sẽ tự so sánh á. khi so sánh hai số hữu tỷ cùng cùng là phân số hoặc cùng là số thập phân thì ta so sánh chúng theo những quy tắc đã biết ở lớp 6 để so sánh hai số hữu tỷ ta viết chúng về dạng phân số hoặc cùng dạng số thập phân rồi so sánh chúng. Luyện tập 4, so sánh

Do vậy ta sẽ có là âm 7 phần 3 nhỏ hơn âm 1, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số Giả sử hai điểm AB lần lượt biểu diễn hai số nguyên AB trên trục số nằm ngang Với A nhỏ hơn B nêu nhận xét về vị trí của điểm A so với điểm B trên trục số Như vậy điểm A nhỏ hơn điểm B thì A sẽ phải biểu diễn ở bên trái điểm B Còn hai số hữu tỉ XY muốn biểu diễn thì ta sẽ so sánh hai số hữu tỷ nếu số hữu tỷ à, x mà hơn y thì ta sẽ viết bên x ở bên trái điểm y à, ví dụ 6 sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần rồi à, và trong ba điểm abc trên trục số dưới đây có một điểm biểu diễn số hữu tỷ âm bốn phần ba hãy xác định điểm đó các bạn lưu ý này ta biểu diễn âm một ở đây là 0 này, âm 1 này, âm 2 Bài biểu diễn âm 4 phần 3 Các bạn lưu ý là âm 4 phần 3 thì uh, chúng ta sẽ um, Nó sẽ lớn hơn, à nó sẽ nhỏ hơn âm 1 ạ và lớn hơn âm 2 Do vậy điểm B sẽ chính là điểm uh, của âm 4 phần 3 Như vậy chúng ta sẽ có sắp xếp theo chiều là âm 1 à, âm 2, âm 4 phần 3 và âm 1 Luyện tập bài 1 sách giáo khoa trang 10 Có các số này có là số hữu tỉ không? Vì sao? Câu trả lời là các số chúng ta đều được viết dưới dạng phân số á. Do vậy các số này đều được đều là số hữu tỉ Bài 2 chọn ký hiệu thuộc không thuộc thích hợp cho dấu hỏi chấm Rồi câu A 21 có thuộc quy không ạ? Rồi 21 thuộc quy Âm 7 không thuộc N N là tập hợp số tự nhiên. 5 phần âm 7 không thuộc Z. D 0 thuộc Q. Âm 7,3 thuộc Q. 3, 2 phần 9 thuộc Q. Bài 3. Trong phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai. Câu A. Nếu A thuộc N thì A thuộc Q. Câu A đúng. Câu B. Nếu A thuộc Z thì a thuộc Q cũng đúng ạ. Câu C, nếu a thuộc Q thì a thuộc N, câu này sai. Ạ. Bởi vì là số hữu tỉ thì chưa chắc đã thuộc số số tự nhiên. Nếu a thuộc Q thì a thuộc Z cũng sai. Nếu a thuộc N thì a thuộc Q. A không thuộc Q, sai. Nếu a thuộc Z thì a không thuộc Q, câu này sai. Bài 4 quan sát trục số và cho biết các điểm ABCD biểu diễn những số nào. Các bạn lưu ý này, từ 0 đến âm 1, ta xem này, ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần ạ. Như vậy ở điểm B của chúng ta là 3 phần. Điểm B của chúng ta sẽ là 3 phần âm 7. Còn điểm A sẽ là âm 9 phần 7. Tại vì thêm ở đây 2 phần nữa, Điểm C của chúng ta sẽ là 2 phần 7 Và điểm D sẽ là 2, 4, 6 Điểm D sẽ là 6 phần 7 Rồi ta sẽ có kết quả Bài 5 tìm số đối của mỗi số sau Rồi à, Tương tự những số đối thì ta chỉ cần đổi dấu âm và dương thôi ạ Như vậy số đối của 9 phần là 25, âm 8, phần 7, vân vân sẽ là thuộc là các số âm 9, phần 25, 8, phần 27, 15, phần 31, 5, phần 6, âm 3,9 và 12,5 Rồi, chúng ta sẽ cùng uh, 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 làm một số câu hỏi để trả lời để bảo vệ khu phố Câu hỏi 1, tập hợp các số hữu tỷ, ký hiệu là? Đáp án là gì ạ? Ừ. Như vậy Đáp án của chúng ta là chính xác là Q Câu 2 Chọn câu đúng 2 phần 3 thuộc Z Âm 5 phần 2 thuộc Q Âm 9 thuộc Q Không thuộc Q Và 1,2 thuộc Q Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là Đáp án 1,2 thuộc Q Câu hỏi 3 Số nào sau đây là số hữu tỷ âm Đáp án của chúng ta là âm 12,5 phần 5. Câu hỏi 4. Với điều kiện nào của B thì phân số A phần B, A thuộc Z là số hữu tỉ? Rồi, chúng ta sẽ có giá trị là B cũng thuộc tập hợp các số nguyên và B khác không. Là đầy đủ nhất. Ấy. Rồi, như vậy thì thầy và các bạn đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Các bạn thấy bài giảng hay thì hãy nhấn like và share, cùng đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.